ba con tao hôm nay đi đâu nhỉ? Đi săn băng. Hay con ta đi tìm trượt băng nhá. Các bạn xem bạn Hiền nay đi trượt băng nhá. Vâng. Tại là ba con đang có mặt tại Royal City Hà Nội. Royal City Hà Nội. Wow. Tầng hầm số 2. Cao quá. À, đi. À, trước khi đi sang cái khu trượt băng ta xem cái bể cá này một chút các bạn nhá. Wow. Đừng vứt xuống bể. Ủa sao đây có cá to con à? Đằng kia, đằng kia. Đằng kia đi. Đằng trước đi. Wow. Cá thích không? Cho ăn đi mua tập trung. Thích quá, thích quá. Cá đẹp quá nha. Cá này là cá ở cái bể bơi các bạn ạ. Đấy chắc là cho nó ăn cái gì nó tập trung lại đây đúng không anh? Em cái bim bim. À đá bim bim à. Nó sợ là cá bị chết đấy. Đẹp nhá. Nó rất là đẹp các bạn ạ. Wow. Rồi, ra đây tiếp tục ta đi tiếp nhá. Hai người ngồi đi. Tí nữa một người nào sang. Ta đi sang khu trượt băng nào, đi khu trượt băng nhắm đầu nhá. Chạy đi con. Ở đây là sân băng các bạn ơi. Sân băng các bạn. Đây có cái tàu lái. Tàu này tàu lái đi tham quan đấy. Đẹp ơi. Bây giờ trước khi trượt là chúng ta phải có giày. Phải lấy giày không anh? Hai đôi giày à? Như em là cái 41 đi. Lấy giày và... Đây là gì nhỉ? Đây là hai cầu đúng không? Đây là hai cầu các bạn đi. Hai ba con đã thuê mũ này, giày các bạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra đây lấy hải cẩu nhá. Rồi đi nào. Các
bạn nhỏ này đi quen mà hai ba con mình đi chưa quen lắm nhá. Rồi bây giờ ta đi nhá. Wow, sau một hồi trượt thì rất là khó các bạn ạ. Bây giờ bạn Huyền đang ngồi trên đây. Cái trượt này nó không quen, không quen hai cái chân này dễ ngã này. Để đây thăng bằng đấy. Đây mọi người trượt rất là tốt. Con trượt đi, con ngồi con trượt đi. Đi trượt đi. Bố mẹ ơi. Hả? Lạnh quá. Lạnh quá rồi, em lạnh không? Lạnh lắm à? Lạnh quá. Rồi ta đi nhá. À, đây là bạn Huyền đã nhờ một chú luyện viên đây tập cho bạn rồi. Bạn đang đi này. Đấy. Đi chữ B đi. Chữ B nào, chú tập cho đi nào. Đúng rồi, đi chữ bây giờ đây, đi chữ B nhá. Chữ B này. Các bạn ơi, sau một thời gian có cái chú hướng dẫn viên thì bây giờ ba con cũng đang tập đi đây. Về hai cái con heo và bạn Huyền đang tập đi này. Để đi được là chân phải đặt chữ B. Rồi, bước chữ B. Này giống ba này, bước chân ba chữ B này. Đấy. Ta phải bước chữ B và đầu gối là hơi trùng một chút nhá. Hơi trùng thôi, đẩy đầu trước, bước lên. Đúng rồi. Đấy, bạn Điền bạn đang đi được đấy. Lúc nào đi quen thì tao sẽ đánh bóng nhá. Đây. Lần đầu tiên hai ba con tập đi các bạn ạ, nên là có chi là các bạn thấy nó là bỡ ngỡ lắm. Đi này, đấy.
bây giờ cũng quen quen rồi. Còn bạn Hiền thì bán đang tập cái con này. Đấy, bây giờ bán tập được B rồi đấy, đi chữ B nhá. Ta phải đi chữ B, đặt chân đi chữ B. Đấy, chữ B.